sống một chiếc nồi Joji đĩa bay 1,8 lít nhé. Chiếc này là công nghệ AI áp suất, cao tần áp suất. Số của nó nhé. Đèn áp 100V nhé, hàng Nhật nội địa. Chỗ này date 2013. Date của nó thì có ghi ở đây nhé. Này, tổng quan này. Có một chút trơn xước nhé, không tránh khỏi vì hàng đã qua sử dụng. Menu. Thất bên trong xong có vài chấm nhá. À, có chấm xong. Platinum. Ok, bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc nồi Joji đĩa bay 1,8 dòng rất là hot, được trang bị công nghệ AI nhé. Có thể liên hệ trực tiếp với HT Shop qua các số điện thoại 0828 868 999 và đầu số 0917 379 959. Bên shop xếp hàng toàn quốc nhé. Bác nào khu vực Hà Nội có thể trực tiếp qua Phố Diễn Bắc Từ Liêm để kiểm nghiệm sản phẩm cũng như là mua hàng. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.